yêu thương của quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng đến với nam danh ca Mạnh Quỳnh. Chào mừng Diễm Quỳnh rất nhiều. Mạnh Quỳnh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ạ. Mạnh Quỳnh xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật là đầm ấm và chúng ta cùng nhau gửi tâm tư tình cảm đến bề của mình, đến với một người mà chúng ta yêu thương trong suốt bao nhiêu năm qua, từ âm nhạc cho đến cuộc sống đời thường. Hôm nay Mạnh Quỳnh rất hân hạnh trở lại đây để cùng chúng ta ôn lại kỷ niệm những tháng ngày được nghe và được xem phần trình diễn của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay thì Mạnh Quỳnh cùng tất cả quý vị, chúng ta cùng tưởng niệm đến người ca sĩ tài hoa này. Bài hát đầu tiên Mạnh Quỳnh xin gửi đến quý vị một sáng tác mới của Mạnh Quỳnh, sáng tác rất là nhanh trong vòng Mạnh Quỳnh chỉ mới thực hiện khoảng chừng 2-3 tuần nay thôi. Quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Tìm Em Trong Kỷ Niệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là nhạc phẩm Tìm Em Trong Kỷ Niệm, với bao nhiêu ký ức trong suốt bao nhiêu năm qua. Đó là Mạnh Quỳnh gom góp lại trước khi Mạnh Quỳnh về Việt Nam lần này để hát cống hiến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, tháng 3 năm rồi thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh có về tại nơi đây để hát một cái live show nhỏ tại cung vườn An Viên này mà tổ chức bên cái khu bên cái hồ bơi bên kia. Thì khoảng tháng 3, quý vị biết là thường thường cái mùa trong cái thời gian dịch bệnh về Việt Nam và đi tất cả những nơi trên thế giới rất là khó khăn quý vị. Mà quý vị nhớ cái đợt đó là khi chúng ta về Việt Nam thì phải bị cách ly 2 tuần. Mà quý vị biết là mỗi lần Mạnh Quỳnh về Việt Nam, 2 tuần là tối đa là cao nhất, không đi hơn được. Nhưng không hiểu tại sao, vì một cái động lực nào đó, một cái nguyên do nào đó đã thúc đẩy Mạnh Quỳnh về Việt Nam, chấp nhận cách ly 2 tuần ở trong khách sạn, để rồi sau đó ra ngoài sinh hoạt được khoảng chừng 10 ngày và Mạnh Quỳnh trở lại Mỹ. Chính vì những cái một lần về duy nhất như thế trong cái mùa dịch mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung mới có dịp hát chung với nhau lần cuối cùng tại nơi đây. Và cũng là lần cuối cùng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thực hiện cái Music Box 42 của Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Có rất nhiều điều mà chúng ta không thể không tin, không được. Nó là một cái, giống như một cái điềm báo trước cho sự ra đi của người bạn của chúng ta. Cũng may là cũng rầm rồi Mạnh Quỳnh về được. Chứ nếu không thôi thì chắc Mạnh Quỳnh sẽ không có bao giờ có cơ hội để hát chung với Phi Nhung